Chào bác nhá. Đấy, hàng về rất là nhiều, hàng cưa máy, cưa xích Nhật bãi về toàn hàng hệ cho bác, rất đẹp các bác nhá. Đây về cái lô máy cưa này. Đấy, lô này tầm 80 cây nhá. Xếp nhà không có lối đi luôn. Không còn lối đi luôn nha các bác nhá. Đây bên này rất là nhiều rồi. Đấy. Cái này thì về toàn máy đẹp bên này, để giới thiệu qua các bác nhá. Mấy cái hệ máy ấy. Đây là hàng hệ VIP, Estin này, Sirioa này, Hitachi Makita này. Đấy, cái này Makita VIP này, đấy, rất đẹp nhá. Tay cụt tay dài, cắt gia đình, cắt leo chè tiểu cành, Siwa lớn này, khai thác này. Con này 400 này, 1038 này, Echo này ở dưới này, Siwa nhá. Rất đẹp luôn, rất đẹp luôn nhá. Máy móc thì rất là nhiều. Đấy, bên trong này nữa này, bên trong này, Siwa các kiểu Estin này. Đấy, Komatsu nhá. Đấy, tay cụt tay kia rất đẹp nhá. Rất đẹp luôn, bên trong nữa này. Rồi thì bác nào mà quan tâm những sản phẩm như kiểu máy cưa ở Nhật bãi các kiểu nhá, thì các bác vui lòng cho em xin nút đăng ký kênh, nút like nhá, bật chuông thông báo để luôn cập nhật những clip sớm nhất của cửa hàng. Đấy, thì em lúc em dọn nổ lên thì em cưa lên clip cho các bác nhá. Đấy, đây keng này, Echo này, Makita này. Đấy, cặp tay dài rất đẹp luôn nhá. Bác nào có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp qua số thoại cửa hàng 0976 2330 nhé. Rất đẹp luôn. VIP, nói chung là chơi toàn hàng VIP thôi. Bên hàng em toàn hàng lựa cho các bác nhé. Đi lựa hàng về toàn là đẹp xuất sắc thôi. Đây là hàng bãi zin nguyên bản về các bác nhé. Chưa động chạm mà đã mới như này rồi. Những cái con máy này thì rửa lên thì rất là đẹp, xuất sắc luôn. Rửa lên thì rất là đẹp luôn nhé. Cho các em đi tắm nắng là đẹp luôn nhé các bác nhé. Rồi ok, thì em xin phép là cái tạm thường dừng cái clip ngắn tại đây. Bác nào mà quan tâm thì nhớ cho em xin một đăng ký kênh nhé, bật chuông thông báo các bác nhé. Rồi, chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.